Chùa Phúc Khánh giải hạn xong, muốn cầu an là phải đóng thêm tiền. Sau khi dân sao giải hạn với giá 150.000 đồng trên một lượt, nếu ai muốn cầu an cho gia đình thì lại phải chi thêm 150.000 đồng nữa. Chùa Phúc Khánh có biểu giá rất rõ ràng cho việc này. Cầu an cũng mất phí. Chùa Phúc Khánh đóng đa Hà Nội sáng ngày 17 tháng 2, khung cảnh không còn tấp nập và ồn ào như những ngày trước đó. Phía ngoài, những người làm dịch vụ trông xe và bán hoa lễ cho khách rảnh rang hơn, họ bàn tán rôm rã về câu chuyện bị từ chối giải hạn vì thiếu 50.000 đồng mà báo đăng tải gần đây. Năm nào báo chí cũng viết nhiều nhưng chưa lần nào thấy dư luận chỉ trích nặng nề như lần này. Nhà chùa xử sự vậy với Phật tử là không hay, ông Hờ làm dịch vụ trông xe ở cổng chùa chia sẻ với phóng viên. Trong khuôn viên chùa, lác đác cảnh Phật tử cúng lễ rồi nhanh chóng ghé vào khu vực đăng ký dân sao giải hạn. Chùa Phúc Khánh còn có tên chùa Sở, được dựng vào thời Hậu Lê, chùa đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988. Chùa vốn chỉ ban đầu chỉ là một ngôi chùa làng thuộc làng Sở, trước đây chùa cũng chỉ là nơi lễ Phật của người dân làng Sở. Chùa đặc biệt thu hút được nhiều người từ khắp địa phương tìm đến trong khoảng thời gian vài chục năm trở lại đây. Bên cạnh gói giải hạn sau xấu đã gắn liền với thương hiệu của chùa, thì hôm nay nhiều du khách và Phật tử cũng rất quan tâm đến gói cầu an có giá là 150.000 đồng trên một lượt diễn ra vào chiều 14 tháng Giêng. Cầu an là làm gì mà mất 150.000 đồng, tôi hỏi. Chưa thấy ai đi chùa mà hỏi thế cả, kỳ quá, tiền ấy là để nhà chùa chuẩn bị hương hoa và viết sớ hộ. Hôm tới đây làm lễ không phải mang theo gì, chỉ cần tới dự và nhận lọc mang về thôi, người thu tiền cầu an tại chùa nhắn nhủ. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Phật giáo có nghi thức cúng cầu an đầu năm nhằm nguyện cầu cho quốc thái dân an. Phật tử có thể cúng dường theo tùy hỷ, không có chuyện quy định mức tiền cúng là bao nhiêu. Bình luận về việc chùa Phúc Khánh tổ chức thu tiền cầu an của Phật tử, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, chùa Phúc Khánh có tổ chức thu tiền cầu an của Phật tử là trái với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi sẽ trao đổi với trụ trì chùa Phúc Khánh về vấn đề này. Cách đây một năm, đại lễ cầu an năm 2018 tại chùa Phúc Khánh có hàng ngàn lượt người tham dự, dù diễn ra vào buổi tối, nhưng ngay từ trưa khuôn viên chùa đã chật kín, đoạn đường cạnh ngã tư Sở bị tê liệt hoàn toàn bởi biển người ngồi san sát nhau, xì sụp khăn vái suốt hàng giờ đồng hồ. Trong tháng Giêng, ngoài việc tổ chức đại lễ cầu an, chùa Phúc Khánh còn liên tiếp mở các khóa lễ dân sao giải hạn với hàng ngàn người tham dự, chi phí của mỗi lần giải hạn cũng là 150.000 đồng. 17 hòm công đức, bên cạnh những pho tượng, điều mà khách thập phương dễ nhìn thấy nhất khi vãn cảnh chùa Phúc Khánh là hòm công đức. Mỗi hòm công đức to ngang một chiếc tủ cờ nhỏ xuất hiện khắp nơi trong chùa, từ sân, chính diện đến các bàn thờ, pho tượng. Khách đến công đức, người ít thì 50-100.000 đồng, người nhiều hơn thì 500.000 đồng, cứ thế cuốn sổ ghi danh Phật tử thành tâm ngày một dày thêm. Điều đáng buồn là số lượng hòm công đức này gấp gần 6 lần theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Theo ghi nhận, không chỉ chùa Phúc Khánh, một số chùa, đền lớn trên cả nước, số lượng hòm công đức cũng vượt nhiều lần theo quy định. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài.